Tôi Isabel Trừng Thị Cam, 95 tuổi. Tôi xin hát bài Quỳ Gối. Quỳ gối cầu xin mẹ Chúa Trời lắng tai nghe trẻ nguyện đôi lời, giữ gìn vang lộc cho trong vẹn vốn quen sung sanh được tốt tươi. Đến tôi dặn nhiều người lạc bước xuyên không phù hồ lúc ra vời, ghi vào già trẻ lòng tin cậy mến Chúa Giêsu đến trọn đời, mến Chúa Giêsu đến trọn đời.